Tối ngày 15 tháng 8, hình ảnh Vương Hằng Đệ có mặt tại sân bay Hàng Châu được các fan của nam diễn viên chia sẻ lên mạng. Vương Hằng Đệ đã cúi đầu và vẫy tay chào người hâm mộ trước khi rời đi. Có nguồn tin cho rằng, nam diễn viên sẽ gia nhập đoàn phim Hướng dẫn sinh tồn trong vũ trụ, đóng cùng Trương Nghệ Phàm. Dự án điện ảnh này sẽ khai máy trong tháng 8. Trong một hoạt động nhãn hàng hồi đầu tháng, Vương Hằng Đệ cũng tiết lộ anh sắp vào đoàn phim mới. Như vậy, ngay sau khi đóng máy bộ phim truyền hình Lời Thú Tội Trong Đêm chưa đầy một tháng, Vương Hằng Đệ đã tiếp tục nhận một dự án mới. Trong khi các fan sự nghiệp của anh chàng hào hứng trông đợi các vai diễn mới của thần tượng, có không ít người lo lắng, cường độ làm việc dày đặc khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt là sau sự cố ghi hình tại chương trình My Zone. Vất vả rồi bảo, nghỉ ngơi cho tốt, mong đợi vai diễn tiếp theo. Cuối cùng lại vào đoàn phim rồi, mong đợi tác phẩm mới của đệ. Lại vào đoàn sao, không nghỉ ngơi sao? Tôi tưởng chương trình tạm thời bị hủy thì có thể nghỉ ngơi mấy hôm chứ. Bảo vất vả rồi, nhất định phải nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon. Mong đợi đại phụng Đả Canh Nhân và Lời Thú Tội Trong Đêm. Trước đó hôm 14 tháng 8, Vương Hằng Đệ tham gia ghi hình cho chương trình My Zone do iQIYI sản xuất. Tuy nhiên, vấn đề an ninh không được đảm bảo, sự cố hỗn loạn chen lấn xô đẩy đã xảy ra tại địa điểm tổ chức. Cụ thể, khi vệ sĩ riêng của Vương Hằng Đệ bị ngã, đám đông bất ngờ lao vào sân khấu, vây quanh nam diễn viên. Tình trạng nguy hiểm kéo dài mà không có vệ sĩ hay an ninh đứng xung quanh để điều tiết người hâm mộ ổn định. Khi mất kiểm soát, nhân viên đã chạy ra hộ tống Vương Hằng Đệ rời khỏi đám đông. Dù vậy, nam diễn viên vẫn bị chảy xước nhẹ ở phần tay do sự quá khích của nhiều người. Cuối cùng, nhóm người hâm mộ của ngôi sao Thương Lan Quyết đã ở lại để hỗ trợ dọn dẹp khu vực quay phim. Sau sự cố, phòng làm việc của Vương Hằng Đệ đã đăng tải thông báo về quá trình làm việc với ban tổ chức. Theo đó, họ đã liên lạc nhiều lần, nhưng những hạn chế của chương trình vẫn chưa được giải quyết. Để đảm bảo an toàn cá nhân, quyền lợi hợp pháp của Vương Hằng Đệ và khán giả, nam diễn viên quyết định rút khỏi buổi ghi hình tiếp theo của My Zone. Đồng thời, ngôi sao sinh năm 1998 cũng tạm dừng tất cả các hoạt động hợp tác và quảng bá cho chương trình trong thời gian tới. Phía người hâm mộ yêu cầu tổ chương trình thực hiện My Zone phải lên tiếng xin lỗi công khai. Trước sức ép của dư luận, ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi Vương Hằng Đệ, khán giả và người hâm mộ. Phía My Zone cũng nhận lỗi sơ suất trong việc thực hiện và kiểm soát chương trình, khẳng định sẽ sắp xếp toàn diện các quy trình quản lý khác nhau, cải thiện công tác ghi hình để đảm bảo an toàn. Sắp tới, người hâm mộ sẽ gặp lại Vương Hằng Đệ trong dự án cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân. Có nguồn tin cho rằng, phim sẽ lên sóng vào tháng 9 năm 2024. Việc Vương Hằng Đệ và Điền Hi Vi đã tới ghi hình chương trình Xin Chào Thứ Bảy hôm 13 tháng 8 càng khiến nhiều người tin rằng thông tin trên là hoàn toàn có cơ sở.